Hello anh em, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục cập nhật cho anh em những cái mã code rất là mới của ẩn game kho báu huyền thoại bản tiếng Việt nhá. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái mã code tuần này và một cái mã code sự kiện. Anh em xem cái video này của mình thì hay thì em nhớ là like lại và chia sẻ một cái video nhá. Mình thank you anh em rất là nhiều. Rồi, mình sẽ cập nhật cho anh em cái mã code tuần trước nhá. Anh em nào còn mã code nào ngon nữa, anh em có thể là comment phía dưới cái video này để cho mình và những anh em khác có thể biết để nhập thêm nhá. 194 này. FF C5 3 1 5 2 F. Rồi. Quay lại. Anh em đợi chút mình sẽ nhìn lại. À đây, mình thiếu số 7 đây. Mình thiếu một số 7 đây. Rồi ok, đủ rồi đấy. Chúng ta được 200.000 Belly này và được 100 kim cương và được 50 đá cấp 1 ngẫu nhiên và được 5.000 bánh bao và được 5 mảnh lao. Cũng khá ok đấy. Rồi, chúng ta cùng nhau đến với cái mã code sự kiện nhá. 1954 này. 5 B8C C9F9F7. Ok, rất là ngon anh em ạ. Chúng ta được 1 mét belly và được 500 kim cương và được 500 khí hồn luôn này và được hai viên đá cấp 1 ngẫu nhiên nhá. Ở đây chúng ta được 30 mảnh của 246 nhận ngẫu nhiên một vật phẩm bên trong này. Chúng ta anh em để ý xem ở trong kho đồ anh em có con gì rồi anh em hãng nhận nhá. Mình sẽ chọn mảnh con Doflamingo này. Con này như mình đang cần hay sao ấy. Đấy, nói chung rất là ngon. Và bây giờ mình sẽ vào trong túi đồ này nhá. Để mở những cái dương này ra. 10 mảnh con này. Uầy. Không phải em ạ. Cái dương vừa nãy chúng ta không nhận được chọn nhá, mà chúng ta sẽ nhận được ngẫu nhiên thôi, chứ không phải là lựa chọn được anh em ạ. Cái này chưa đủ mảnh ghép. Mở cái dương đá xem được những gì mắc luôn nhá. HP chí mạng à. Ok, thì video mình sẽ kết thúc đây em nhá. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở cái video sau nhá. Anh em muốn mình làm thêm code về con game gì hoặc là làm review con game mới gì, anh em có thể comment phía dưới video nhé. Để mình sẽ thực hiện cho anh em. Mình cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở cái video sau nha. Bye bye anh em, bye bye.